Tháng 8 năm 1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ban hành sắc lệnh tái tổ chức an ninh lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Theo đó, các vùng chiến thuộc được đổi thành quân khu, mỗi quân khu do một quân đoàn đảm trách. Cũng theo sắc lệnh này, các khu chiến thuộc do sư đoàn đảm trách được bãi bỏ. Tuy nhiên, mỗi sư đoàn vẫn được phân nhiệm hoạt động trên một địa bàn rộng, tùy theo tình hình và địa thế của từng quân khu. Cùng với sắc lệnh này, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bổ nhiệm hai vị tân tư lệnh quân đoàn. Thiếu tướng Ngô Quang Trưởng, nguyên tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4, thay thế thiếu tướng Ngô Du. Tướng Ngô Du được cử giữ chức tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2, thay thế trung tướng Lữ Lan. Vài tháng sau, cả hai vị tân tư lệnh quân đoàn 2 và 4 đều được thăng trung tướng. Cũng cần ghi nhận rằng, thiếu tướng Ngô Du đã nhận chức tư lệnh quân đoàn 4 vào tháng 5 năm 1970, thay thế thiếu tướng Nguyễn Viết Thanh bị tử nạn trực thăng. Trước khi được giao phó trọng trách chỉ huy quân đoàn, ông cũng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Theo tài liệu của khối quân sự phòng 5 Bộ Tổng Tham mưu và tài liệu về các sư đoàn do Trung tâm Quân sự Lục quân Hoa Kỳ biên soạn, vào tháng 4 năm 1957, khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn hình thành và phát triển với 4 sư đoàn giã chiến và 6 sư đoàn kinh chiến, tướng Ngô Du đã được Tổng thống Ngô Đình Diệm cử giữ chức tư lệnh sư đoàn 4 giã chiến khi ông còn mang cấp bậc trung tá. Ông giữ chức vụ này từ tháng 4 năm 1957 đến tháng 3 năm 1958, và cũng trong năm 1958, sư đoàn này được cải danh thành sư đoàn 7 bộ binh. Khi mang cấp bậc đại tá, ông được cử giữ chức tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 29 tháng 7 năm 1964. Tháng 5 năm 1967, ông được thăng cấp chuẩn tướng. Năm 1968, ông được thăng thiếu tướng khi đang phụ trách kế hoạch hành quân Bình Định của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhận chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 vào mùa thu năm 1970, đúng vào lúc Cộng quân đang nỗ lực gia tăng áp lực lớn tại chiến trường Tây Nguyên. Trong 3 tháng cuối năm 1970 và trong suốt năm 1971, dưới quyền chỉ huy của tướng Ngô Du, quân đoàn 2 với sự tăng cường của các đơn vị Sư đoàn Nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa và các đơn vị đồng minh Mỹ Đại Hàn đã nỗ lực đánh tan nhiều cuộc tấn công cường tập của Cộng quân tại mặt trận lớn trên địa bàn các tỉnh Kon Tum, Pleiku, Quảng Đức và Bình Định. Đầu năm 1972, các đơn vị Hoa Kỳ lần lượt rút quân khỏi cao nguyên. Quân khu 2 đã tái phối trí lực lượng để bảo vệ lãnh thổ. Lực lượng chính của quân đoàn 2 gồm sư đoàn 22 và sư đoàn 23 bộ binh được phối trí như sau. Sư đoàn 22 bộ binh chịu trách nhiệm phía Bắc quân khu 2 gồm 5 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Phú Bổn, Pleiku và Kon Tum. Sư đoàn 23 bộ binh trách nhiệm 7 tỉnh và một thành phố còn lại của quân khu 2 gồm có Ban Ma Thuột, Tuyên Đức, Quảng Đức, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cam Ranh, Ninh Thuận và Bình Thuận. Ngoài hai sư đoàn bộ binh, lực lượng lục quân tác chiến của quân đoàn 2 còn có một liên đoàn biệt độc quân tiếp ứng, 12 tiểu đoàn biệt độc quân biên phòng, một lữ đoàn kỵ binh, một số tiểu đoàn pháo binh trực thuộc quân đoàn, một liên đoàn công binh chiến đấu. Trước khi trận chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972 bùng nổ, tư lệnh sư đoàn 22 và 23 bộ binh lần lượt là chuẩn tướng Võ Văn Cảnh và thiếu tướng Lê Ngọc Triển. Trong suốt thời gian làm tư lệnh các sư đoàn nói trên, tướng Triển và tướng Cảnh đều đã chỉ huy có kết quả trong các cuộc hành quân thuộc khu vực trách nhiệm của mình. Thế nhưng vào tháng 2 năm 1972, John Bowen, cố vấn trưởng quân đoàn 2, yêu cầu trung tướng Ngô Du phải thay thế hai vị tư lệnh này. John Bowen nguyên là trung tá cố vấn trưởng sư đoàn 7 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa trong thời kỳ đại tá Huỳnh Văn Cao làm tư lệnh. Ông đã giải ngũ với cấp bậc trung tá, một thời gian sau trở lại Việt Nam và giữ nhiều chức vụ quan trọng. Chức vụ cuối cùng của ông trước khi tử nạn vào cuối năm 1972 là cố vấn trưởng quân đoàn 2 với quyền hạn và lương bổng dành cho một thiếu tướng Hoa Kỳ. Giải thích về yêu cầu của mình, John Bowen nêu ra lý do như sau. Mặt trận sắp tới sẽ sôi động và gây cấn, cần có những vị tư lệnh sư đoàn năng động, trẻ tuổi, còn tướng Triển và tướng Cảnh thì đã lớn tuổi. Sau đó, John Bowen đã đề nghị đại tá Lý Tòng Bá và đại tá Lê Minh Đảo thay thế hai vị tư lệnh nói trên. Theo hồi ký của cựu trưởng tướng Lý Tòng Bá, thì ban đầu John Bowen đề nghị đại tá Bá làm tư lệnh sư đoàn 22, còn đại tá Đảo làm tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Theo lời kể của cựu đại tá Trịnh Tiếu, trưởng phòng 2 quân đoàn 2, thì trung tướng Ngô Du bị bất ngờ trước đề nghị của John Bowen và nói với vị cố vấn này rằng việc bổ nhiệm tư lệnh sư đoàn là do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết định, tư lệnh quân đoàn không có quyền hạn thay thế. Ông cũng cho biết là hai tướng Triển và Cảnh không có lỗi gì nên không thể đề nghị thay thế được. Tuy nhiên, John Bowen nhất quyết đòi thay thế hai vị tướng này. Tướng Triển và tướng Cảnh biết được những khó khăn của trung tướng Ngô Du nên hai ông đã nói với vị tướng này rằng vì đất nước và quân đội, hai ông sẽ sẵn sàng làm đơn lên tổng thống xin từ chức vì lý do sức khỏe,
để tướng Ngô Du tiện sắp xếp nhân sự cao cấp tại hai sư đoàn này. Khi trao đổi ý kiến với John Bavin, tướng Du hỏi: Quân đoàn 2 có nhiều sĩ quan trẻ và tài giỏi như đại tá Lê Đức Đạt, đại tá Tôn Thất Hùng cũng như đại tá khác, tại sao ông không đề nghị? John Bavin trả lời rằng: Đại tá Đạt đã bị tai tiếng khi còn ở quân đoàn 3 nên tôi không đề nghị. Còn đại tá Hùng, tôi chưa có cơ hội biết được khả năng của ông ta nên không thể đề nghị thay thế được. Do tình hình chiến sự tại Cao Nguyên càng ngày càng sôi động, quân đoàn 2 cần đến sự hỗ trợ của không lực Hoa Kỳ qua trung gian của John Bavin, nên trung tướng Ngô Du cần phải thỏa mãn gấp các đề nghị của vị cố vấn này. Tuy nhiên, tướng Ngô Du cũng chỉ thỏa mãn 50% đề nghị. Với cương vị của một tư lệnh quân đoàn, trung tướng Ngô Du đề nghị Tổng thống Thiệu bổ nhiệm đại tá Lý Tòng Bá làm tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Lúc đó, đại tá Bá là phụ trách lãnh thổ tư lệnh quân khu 2. Đại tá Lê Đức Đạt, tư lệnh phó sư đoàn 22 bộ binh, giữ chức tư lệnh sư đoàn này. Vào cuối tháng Giêng và đầu tháng 2 năm 1972, phi cơ quan sát của không quân Việt Mỹ đã liên tục phát giác các dấu hiệu di chuyển về người và tiếp liệu của Cộng sản Bắc Việt trong vùng. Cả một đoàn quân xa cũng được phát hiện tại vùng đông căn cứ địa 609. Cùng lúc đó, tài liệu địch bị tịch thu bởi các toán tuần tiểu xác nhận sự hiện diện của sư đoàn 320 cộc quân tại vùng hoạt động của mặt trận B3 và đồng thời phát hiện chúng đã đem được các đại pháo tầm xa 122 và 130mm vào vùng Tam Biên. Trước những tín hiệu rõ ràng trên, theo yêu cầu của Trung tướng Ngô Du, không lực Hoa Kỳ đã thực hiện tối đa các phi tuần P-52 và không quân chiến thuật. Các cuộc hành quân tuần tiểu của các đơn vị bộ chiến cũng đã được khai triển trọng để truy tìm địch quân. Cùng lúc đó, tướng Ngô Du đã cho tăng cường phòng thủ hai tỉnh lỵ Pleiku và Kon Tum. Đầu tháng 2 năm 1972, Trung tướng Ngô Du đã khởi động kế hoạch tái phối trí lực lượng để bảo vệ Cao Nguyên. Ông đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Tiền phương Sư đoàn 22 bộ binh cùng với một trung đoàn cơ hữu, trung đoàn 47 bộ binh và một thành phần yểm trợ quan trọng của sư đoàn từ căn cứ chính tại Bình Định di chuyển đến khu vực Đắc Tô Tân Cảnh. Tại đây, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 bộ binh đặt chung với Bộ Chỉ huy Trung đoàn 44 bộ binh, một binh đoàn cơ hữu của sư đoàn đã hoạt động tại khu vực này từ trước đó. Đến ngày 8 tháng 2 năm 1972, cuộc di chuyển đã được hoàn tất. Ngoài lực lượng bộ binh, một thành phần của thiết đoàn 19 kỵ binh cũng được lệnh đến Tân Cảnh để tăng cường cho thiết đoàn 14, đơn vị tổng thuộc sư đoàn 22 bộ binh. Để tăng cường lực lượng bộ chiến cho mặt trận Cao Nguyên, Bộ Tổng tham mưu đã điều động thêm lữ đoàn 2 nhảy dù, đặc thuộc quyền điều động của quân đoàn 2. Bộ chỉ huy lữ đoàn đặt tại căn cứ Võ Định. Các đơn vị nhảy dù thống thuộc được phối trí phòng thủ các căn cứ hỏa lực tại vùng đồi chiến lược và giữ an ninh cho tỉnh lộ 511 về hướng Tây và sông Poco về hướng Đông, tạo thành một màn lưới bảo vệ Tân Cảnh và thị xã Kon Tum từ hướng Tây và Tây Bắc, hướng tiến quân của cộc quân. Tất cả lực lượng đều đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để chặn đứng tất cả các đường tiến quân của địch trước khi chiến cuộc mùa hè đỏ lửa năm 1972 bùng nổ.